Rồi, chào các bạn. Chúng ta đang ở phòng mổ số 2 của bệnh viện MCAT. Thì hiện tại bác sĩ Dũng sẽ thực hiện một ca nâng mũi bọc sụn, nhưng mà với vật liệu là Sofiform. Đây là Sofiform. Thì đây là một cái chất liệu mà hiện tại được coi là hiện đại nhất, tốt nhất thế giới hiện nay. Bởi vì sao? Cái thứ nhất, nó sẽ thay thế cho tất cả các loại implant khác. Các bạn có thể nhìn rõ tất cả các loại implant khác, từ chủ yếu implant, các loại implant khác là chủ yếu từ silicon dẻo, không còn hiện nay nữa, là một vật liệu mới. Cái ngày trước ấy, thì hay gọi nó là cái Gotex, nhưng hiện tại thì nó được mang tên khác đi. Sofiform Gotex ngày xưa thì nó thành một mảnh mạng lớn, thì các bác sĩ phải cắt rồi ghép thành cái sụn như này. Nhưng hiện tại bây giờ người ta đã đúc riêng cho mình một cái sống như này. Thì cái ưu điểm của cái sống này là cái gì? Ưu điểm của sống thứ nhất là mình thấy nó nhẹ, rất là nhẹ, nhẹ hơn so với cái silicone. Cái tính định hình rất là cao, tính hình rất là cao, nên là vào cái dáng mũi rất là đẹp. Cái thứ ba nữa có thể nói đến đó chính là cái việc mà các dưỡng chất có thể thẩm thấu qua cái này, thẩm thấu qua cái Sofiform này để nuôi cái lớp da ở phía trên. Tức là khi mình đặt cái sống mũi, mình sẽ không sợ là cái lớp da ở phía trên không được nuôi dưỡng mà bị bóng đỏ, thì cái này nó sẽ hạn chế được tối đa cái vấn đề đó. Rồi, và về cái vấn đề thứ tư nữa muốn nói, đó chính là cái tương thích của nó với cơ thể con người rất là tốt. Tức là sự bám dính vào mô của cơ thể rất bền chắc, nên khi mà làm xong ấy, thì mình dờ vào cái mũi của bệnh nhân nó rất là thật. Thì sau đây là bác sĩ Dũng sẽ thực hiện ca nâng mũi bằng Sofiform này.